mình dân là thích chuyển khoản, cảm thấy ngứa ngáy lắm, thấy rằng đụng chạm tới mở ngoặc đóng ngoặc là cái gì đó nồi cơm của họ, nên không hài lòng. Tôi là người Thiên Chúa giáo nhé, tôi chả đi tu gì bên Phật giáo hết đó. Nhưng tôi công nhận ông này là một tu sĩ được không? Được. Tôi công nhận anh là ông là một tu sĩ, tu theo hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói rõ như vậy, không phải là một tu nói xấu bất kỳ một vị sư nào, một vị Phật tử nào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi chưa bao giờ nghe. Và tôi cũng yêu cầu Thượng tọa Thích Đức Thiện hãy trưng dẫn bất kỳ một lời nào mà sư Thích Minh Tuệ nói xấu người khác, nói xấu về giáo hội Phật giáo Việt Nam, nói xấu bất kỳ một vị đồng tu nào ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngược lại thì tôi lại nghe rất nhiều lời ông tiếng ve của những vị mở ngoặc đóng ngoặc là cao tăng nè gì đó ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đi nói xấu sư Thích Minh Tuệ, sống xa hoa, dùng đạo Phật để mà tạo những cái gì đó cho cá nhân mình. Đó là khát vọng của các Phật tử, của những người dân Việt Nam. Nên khi họ thấy hình ảnh của một vị sư, năm nay ông 43 tuổi, đi chân đất, ăn một ngày có một lần thôi, ăn mặc áo theo hạnh đầu đà, đầu thì không, khi trời nóng 40 độ C ông vẫn đi bộ, thì người ta khâm phục. Và người ta khâm phục như vậy đó, người ta khen ngợi ông, không phải do chính ông đưa những hình ảnh đó, mà toàn là những Phật tử, những người dân thường thôi, họ khen ngợi. Thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ động chạm tới cái tâm can của các vị sư như Thượng tọa Thích Đức Thiện Gato. Vì mình là sư của một nhà nước giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không được người ta thương mến kính trọng như vậy. Trong khi đó cái ông kia, như một người đã gọi đó là cái tên ba trợn đó, thì dân chúng đi theo ào ào. À, là tại vì kỳ này á, quá nhiều người ngưỡng mộ đi theo, họ tự động làm PR cho thầy Thích Minh Tuệ, nên các ông mới là gato lên, điên lên, là vì có những người như thế không nằm trong cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được người dân kính trọng, được người Phật tử thương mến, thì lông lộn lên. Văn thư này của giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các chữ ký và các văn tự của Thượng tọa Thích Đức Thiện không nói lên được một điều gì là sư Thích Minh Tuệ sai trái cả, mà còn không có đầy đủ. Thí dụ như nói chữ là cúng vàng tiền, thì đáng lẽ phải nói rằng là sư Thích Minh Tuệ không có nhận tiền, lập lờ đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen để ám chỉ sư Thích Minh Tuệ có thể nhận tiền. Tôi cho rằng cách nói này không phản ảnh đúng một người có tư cách là tôn trọng sự thật, huống chi là một cao tăng trong một giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì sao? Vì trong những ngày qua, nhiều người và cả tôi là người ngoài giáo hội nhé, tôi không có thuộc gì giáo hội Phật giáo Việt Nam hết á, tôi nhận định các vị rất là thích chuyển khoản, nặng về vấn đề vật chất, nặng về vấn đề tiền bạc lắm. Công danh sự nghiệp ở trong giáo hội, dùng giáo hội như là phương tiện thôi, mượn đạo tạo đời. Cái ông á, tự khoác cho mình làm thầy, thầy với cha thiên hạ thôi, tạo một cái ảnh hưởng kiểu đó, tạo một cái bình phong chứ gì mình làm thầy hết. Xin lỗi á, mới có hai mươi mấy tuổi, vừa mới cạo đầu lên nè, sư á, thì á, thầy xưng những ông lớn tuổi, mấy chục tuổi, năm bảy chục tuổi cũng là con. Thầy nói cho con biết, nghe bệnh luôn. Giống như tôi phản ảnh những ông linh mục ở bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy. Cha cái gì? Ai cho làm cha? Tôi là cha tinh thần à? Chắc là mình cha tinh thần của người ta chưa? Tự tạo ra những cái hoang tưởng đó. Đó là hoang tưởng của thời hồi xưa,
thời Trung Cổ để lại, rồi bây giờ mấy ông bắt chước. Mấy ông nói là mấy ông yêu mến dân chủ tự do, trong khi đó những cái hủ bại đó mà vẫn giữ lại và cho rằng là mình là chính đáng. Tại sao mình không xưng mình là tôi là linh mục đi? Mình là linh mục thì hãy sống xứng đáng là linh mục đi. Linh mục thì gọi người khác là bằng ông đàng hoàng đi, chứ đừng có gọi là cha với con. Cha nào? Ai cho làm cha? Thầy nào? Ai cho làm thầy? Và hãy xem thử Sư Thích Minh Tuệ làm sao, lúc nào cũng là con hết, gọi người lớn tuổi cũng xưng mình là con, gọi người ngang bằng đáng lẽ phải cổ suý cho một người hoàng dương hạnh đầu đà đó, thì các ông sợ uy tín của Thích Minh Tuệ vượt trội trùm lên thì cái nồi cơm của các ông bể, cái danh vọng của các ông bị phá hủy, nên các ông hoảng sợ quá tìm bằng mọi cách ngăn chặn. Thật là bệnh lắm. Tôi nói điều này thì tôi cũng chấp nhận, nếu mà nói rằng là công an tới bắt thầy Thích Minh Tuệ thì cũng bắt tôi đi. Mà tôi đã nói rồi, tôi biết pháp luật Việt Nam, nhà nước Việt Nam rất tôn trọng tự do tín ngưỡng, chỉ trừ khi nào ai đó phạm pháp. Mà tôi không thấy Sư Thích Minh Tuệ phạm pháp gì hết. Đi như vậy là 6 năm rồi, năm nay là năm thứ 6, 5 năm trước không. Bây giờ con hỏi thầy nè, thầy đi tu hay là thầy YouTuber, nhưng mà thầy đi tu thầy có làm được cái hạnh dương Minh Tuệ không? Bây giờ cô muốn hỏi thiệt ông thầy Huệ Thuận á, dạ, là ông là bên YouTuber hay là ông là thầy chùa mà ông mặc áo nhà chùa, trong khi đó là cô đã tu 50 năm rồi. Và cô tu 50 năm rồi. 50 năm rồi mà cô thấy tâm của ông còn quá sân si. Người tu là người ta phải có cái tâm từ bi, là không còn sân si. Mà trong khi thầy lên thầy nói, thầy phê phán Minh Tuệ rồi ông Thích Bình Đạo, rồi thầy khuê khoáng Phật tử là mặc đồ cái gì chú Lê Nguyễn, đồ bảy màu, đồ bảy màu không được lại chùa. Dạ đúng rồi. Như vậy là thầy quá, cái tâm quá còn chấp nó. Người tu là phải xả bỏ. Hòa thượng Thích Trí Quảng nói một câu, mình phải soi lại mình, rồi mình đi tu mình phải nhìn mình coi mình có lỗi không, mình mới có cái tâm từ bi mới đi vào con đường giải thoát được. Chứ sao mà đi tu mà còn cái tâm sân si thì không bao giờ giải thoát được. Tâm sân si là còn danh, còn lợi thì là sống trên cõi ta bà. Còn sân si còn tệ hơn người phàm phu nữa. Bây giờ con hỏi thầy nè, thầy đi tu hay là thầy YouTuber mà con thấy là quẹt mạng lên là con thấy thầy khuê bình hết người này người kia. Mà thầy có đàm, không phải là con mà binh thầy Minh Tuệ, nhưng mà thầy đi tu thầy có làm được cái hạnh như ông Minh Tuệ không? Thầy, ông Minh Tuệ ổng có danh, có lợi, có ăn, có học, mà ổng bỏ tất cả hết. Ổng xả phú cầu bận, xả thân cầu đạo, nghĩa là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tại sao thầy đã nói khoe là thầy ở Ấn Độ, mà tại sao tâm thầy không có từ bi? Cái người mà người ta dị Bồ Tát á, là ai làm gì làm, không có nói. Hôm nay con thiệt tu 50 năm, con chưa bao giờ phê phán ai, những thầy nào hết. Con muốn nói khuyên những thầy, con năm nay là 71 tuổi rồi, thầy giỏi là 30 mấy tuổi à. Thầy đi tu á, thầy phải có quan hỷ, phải có cái tâm từ bi, phải hỷ xả, phải thương tất cả những người tu. Người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, bầu ơi thương bí lấy cùng, tuy gần khác giống mà chung một dạng. Tại sao thầy phê phán quá đủ thứ hết? Rồi thầy phê phán Phật tử bận áo mấy màu đừng vô chùa nữa. Thầy đề nghị vậy, thầy đi tu là cái tâm từ bi, chứ đâu phải là bắt buộc hay là cơ quan cái gì mà lực pháp thầy. Nhưng ghê quá thầy ơi, mỗi lần mà con thấy thầy nói là con ngu quá, làm như ga lệnh vậy đó. Giờ con yêu cầu thầy, nếu là thầy là YouTuber thì thầy phải cởi cái áo đó ra, thầy mặc đồ xi dinh đi bình thường đi, rồi thầy muốn nói gì nói. Là thầy mặc cái áo đạo mà thầy cái tâm còn sân si. Hồi nào giờ con đi tu 50 năm chứ con thấy những vị Bồ Tát không à, không có ai mà dám lên mạng mà có cái tâm sân si lắm. Nhân tài người ta là một vị Bồ Tát, người ta tu
như hòa thượng á, Thích Chí Quảng đó, ông có dám nói cái gì không? Ông nói là phải soi nhìn mình đi, trước hết mình đi tu mình phải nhìn mình đi, tu là giải thoát nha thầy, là không danh không lợi mới gọi là tu, mới giải thoát theo Phật. Phật hồi xưa là bỏ tất cả mà lầu vàng điện ngọc đi tu, còn bây giờ đi tu á, thầy nói đi xe du lịch đeo đồng hồ là đúng, trời ơi vật chất là một cái phù du thôi. Bây giờ thầy thấy không, tất cả ai cũng về ba tất đất hết. Nếu mình tu tốt rồi là mình sẽ giải thoát được, làm y như Phật. Còn mà mượn đạo tạo nên đời á, nó thật với thầy khổ lắm, tiền bạc không có đem theo được. Trí tuệ của em trai Hội Thượng này, em còn bé còn nhỏ nó hạn hẹp lắm, trí tuệ em thật sự là hạn hẹp trong cái phạm vi, trong cái tham sân si mình thôi, cái trí tuệ của em nhỏ bé lắm, hạn hẹp lắm, ấu trĩ lắm. Trí tuệ của em là dính đầy rác cái trong não em á. Thì trước tiên là Hội Thượng nè, thì thật ra thì đây thì đang cũng đang mặc áo cũng có nhà Phật, dạ cũng ngủ tu tại gia thôi, còn ông là ông xuất gia. Nếu ông gì thầy ra anh nghe cái tìm hiểu thì kêu bằng em đi, đúng không? Kêu bằng em trai này, Hội Thượng này nhỏ tuổi hơn anh, tại anh lớn nó 4-5 tuổi nè. Dạ dạ đúng rồi, cũng còn nhỏ hơn em luôn nữa. Ừ, thì tại vì biết sao không, Hội Thượng nghe cái clip này á, biết sao kêu kêu bằng em trai không? Tại vì Hội Thượng á, cái cách nói chuyện trên mạng xã hội mà chia sẻ với Phật tử của Hội Thượng á, của em á, là thật ra là những cái văn từ, những cái từ ngữ là không chào Phật, không có. Yeah. Mà em sẽ là những cái lời nói anh nghe rồi ha, Hội Thượng anh nghe rồi. À, em toàn bộ là em chia những cái từ ngữ y chang như, xin lỗi mấy cái người dân bình thường mình ở chợ búa nha, xin lỗi chứ em nói chuyện ra Hội Thượng em nói chuyện y chang luôn. Còn mấy ông kia thì có đỡ đỡ, có học đọc qua sách Phật đồ này nọ, cũng có những từ ngữ trong Phật pháp. Dạ. Còn Hội là nói những cái từ ngữ, anh xem mấy cái clip, thậm chí là còn sân si, là muốn thách đấu với gì anh có đi lại về cái kênh YouTube và thách đố với thằng em làm YouTube gì chọc vlog gì á. Được, nói chung là cả mấy anh em YouTube luôn, nói là ai mà đi xuống chỗ tìm Hội Thượng là Hội Thượng sẽ cho mấy đệ tử, chẳng hạn như ai mà chạy xe tới để tìm nó là xe 5 người thì Hội Thượng sẽ cho 6 người tiếp đón mấy người đó. Lúc ai đi xe mà 7 chỗ 7 người là Hội Thượng cho đệ tử 8 người tiếp đón 7 người đó. Tại sao có cái suy nghĩ đó vậy Hội Thượng? Em trai em buông xuống đi, nghe không? Tại sao anh kêu buông xuống không? Ngày xưa lúc mà anh chưa có buông xuống, em đừng có nói cái giọng nói với anh nha Hội Thượng. Anh mạng xã hội nè, anh nói thiệt. Tại vì ngày xưa anh cũng nói thật luôn, anh không sợ chết là gì nha Hội Thượng. Bây giờ anh chỉ nương tựa đầu Phật pháp để tu ngày nào hay ngày đó. Con người mình sống hơi thở có vô thường lắm. Mà em nói những cái văn từ gì mà anh thấy rất là khó nghe. Nha em trai Hội Thượng, buông xuống đi em. Mình thật sự á, anh dùng hai từ thật sự là mình tu tập theo Phật pháp đi. Tại em đang xuống tóc cạo đầu mà. Yeah. Mặc áo Phật mà. Rồi em đeo dây chuỗi trên cái ngực em nữa. Rồi lúc nào em đeo dây chuỗi trên tay nữa mà em không có hiểu ý nghĩa cho cái dây chuỗi. Để em nói sơ luôn. Dây chuỗi những sư tổ để lại ý nghĩa, nó vòng tròn trên tay mình, trên cổ mình á, là vòng luân hồi sanh tử, sanh sanh tử tử. Đấy, mình dựa vào đó, những chuỗi ngày đau khổ trên thế gian này thì mình nương tựa vào đó, nhìn thấy dây chuỗi sanh sanh tử tử đó, mình phải niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Dạ. Còn này mình dây chuỗi mà không hiểu, cái giống như là mê tín đem phong thủy hả? Người ta đeo dây chuỗi là người ta phải buông xuống, ta đeo trên cổ thì buông xuống cái từ bi bác ái dành cho tình thương toàn bộ con người mình hết, cũng không sân si, không đáp trả gì hết. Vì mà suốt ngày thấy là xem mấy clip nào ra là dùng cái nhân từ gì chửi là đáp trả là người dân là gì, anh ghi lại cũng còn nhiều lắm. Vì vì nói sư Minh Tệ là mà mặc áo phân lô bán nền rồi, nói gì
xàm xí đế, xàm xí đú gì trong đó vậy? Kỳ vậy. Lên thì nói chuyện với Phật tử của mình mà nói gì sư Minh Tuệ, sư Minh Tuệ là nói pháp là xàm xí đế, xàm xí đú, ở đâu đó trong sách Phật đâu có đâu. Ở đâu mà có từ đó là những từ mà ở chợ búa á. Biết không em trai hội thận. Rồi dùng từ gì nè, chửi là những người nào yêu thích sư Minh Tuệ là tệ con. Thấy không? Tệ con rồi phan u mê, phan cuồng, phan cuồng tính rồi tùm lum hết vậy. Nhiều lắm. Thì nhớ không hết. Nó nói gì ai phan u mê? Đây là người ta người tất cả mọi người yêu thích sư Minh Tuệ là cái gì? Là cái hạnh của sư Minh Tuệ tu theo những gì Phật dạy. Thấy không? Bây giờ nói ngắn gọn thôi, tại vì cái pháp môn đầu 13 hạnh đầu đà đó là nói dài dòng. Thì bây giờ là cái gì? Sư Minh Tuệ là tu cái pháp môn đó là người dân người ta thương là thương cái gì? Ăn một ngày chỉ có một bữa, nuôi cái thân xác này suốt ngày để tu tịnh tu tập cũng không đáp trả, không lời nào nói nặng nói nhẹ gì, không đáp trả, không có những vờ, không có một lời gì mà nói những người dân hay Phật tử có lời gì hết. Suốt ngày rồi có chỉ mấy ông á là suốt ngày mới lên kiếm chuyện với sư Minh Tuệ hoài. Người ta giờ ta ẩn tu, người ta không nói cái gì luôn, mà cái ông cũng lên mà nói là phân lô bán nền đồ này nọ, dùng những cái từ ngữ đó ở đâu ra vậy? Trong nhà Phật nào có cái sách Phật nào đưa ra là ở đâu mà có phân lô bán nền? Cái trí tuệ của em trai Hội Thượng này, em còn bé còn nhỏ, nó hạn hẹp lắm. Trí tuệ em thật sự là hạn hẹp trong cái phạm vi, trong cái tham sân si mình thôi. Cái trí tuệ của em nhỏ bé lắm, hạn hẹp lắm, ấu trĩ lắm. Trí tuệ của em là dính đầy rác cái trong não em á.